Phú Mỹ Hưng. Quá chỗ vắng luôn. Tối 28 Tết nha cô chú anh chị. Thì lúc trưa thì Phúc Khang cũng có đến tại điểm bán hoa lúc trưa thì cũng vắng. Nhưng mà bây giờ tối thì Phúc Khang cũng đến tại địa điểm trên. Thì bông hoa rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Phúc Khang đi xe máy, không có đi bộ cô chú anh chị. Quay cái cảnh buổi tối tại chợ hoa của Phú Mỹ Hưng. Thì thật sự năm nay Phúc Khang, năm nào Phúc Khang cũng đi vào cái chợ hoa của Phú Mỹ Hưng cũng đông hơn cô chú anh chị. Nhưng mà năm nay thì buổi trưa Phúc Khang đi thì cũng khá là vắng luôn, và bây giờ buổi tối luôn cũng vậy cô chú anh chị, hiện tại rất là vắng luôn, không có khách luôn cô chú anh chị. Đây là điểm bán mai với ở trong Phú Mỹ Hưng thì cũng có những cái cây mai khá là lớn của chú anh chị, cái tàn cực kỳ lớn luôn. Bây giờ Phúc Khang thấy xe cẩu đang cẩu những cái cây mai cực kỳ lớn luôn. Những cái cây mai này là tính hàng giá hàng tỷ của chú anh chị. Thì bây giờ Phúc Khang sẽ tiếp tục lên trên cái đoạn mà có hội chợ triển lãm của chú anh chị. Đây là những chậu hoa giấy rất là to. Đây là những cái chậu hoa giấy cực kỳ to luôn, quá trời to luôn. Còn bên trên kia thì có hội chợ triển lãm. Thì Phúc Khang sẽ chạy qua bên hội chợ triển lãm của cô chú anh chị. Đó, hội chợ triển lãm cũng vắng rồi. Rồi bây giờ Phúc Khang sẽ quay đầu lại. Dẹp luôn rồi. Còn đây là những cái điểm bán hoa, bán mai, có những cái mai rất là đẹp luôn chú anh chị. Những cái tàn mai rất là đẹp luôn. Đây, những cái mai khá là đẹp luôn. Bán hoa của Phú Mỹ Hưng thì năm nào Phúc Khang cũng đến đó cô chú anh chị. Đó, nhưng mà năm nay thì khá là vắng luôn. Cây mai này có giá là 750 triệu thôi cô chú anh chị. Đó, cây mai là 750 triệu, một cây mai khủng khiếp luôn. Là mai và bán và cho thuê. Đây là hoa cúc của chú anh chị, những cái chỗ cúc rất là to. Còn bên trong kia thì đó, bây giờ vắng quá, bây giờ cũng đang quay trở ra của chú anh chị.
bán mai, ở bên đây thì bán hoa cúc, những cái chậu cúc rất là lớn luôn, bông cũng còn ra khá là nhiều các chú anh chị. Các anh chị buôn bán tới giờ mới được ăn uống nè. Mỗi năm là bên cái đường bên đây là khá là đông ha cô chú anh chị. Hiện tại thì Phú Khang đang có mặt tại chợ hoa của khu Phú Mỹ Hưng, trống vắng luôn cô chú anh chị. Thì đến đây đã hết rồi, Phú Khang sẽ quay đầu quay về luôn cô chú anh chị ơi. Đây là đối diện trường cao đẳng Hưng của chú anh chị. Thì những cái điểm bán hoa Tết ở đây thì mỗi năm đến là khá là đông, rất là đông luôn. Nhưng mà năm nay thì khá là vắng. Và cái lượng khách đi đi xem, đi chụp hình thì Phú Khang thấy thì có nhiều. Nhưng mà cái lượng mà đi mua thì rất là ít thôi của chú anh chị. Thì năm nay hầu như là tình hình chung, cho nên là điểm nào thì cũng thấy vắng vẻ hết, buôn bán cũng khá là ế ẩm luôn. Khá là vắng luôn, mỗi năm khá là đông luôn chú anh chị, năm nay thì vắng. Thì bây giờ Phú Khang xin phép kết thúc video, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Đừng quên cho kênh xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ cô chú anh chị. Thì đây là cái cảnh buổi tối tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 của chú chị.